Xin chào các bạn nhé. Hôm nay giúp công nghệ VTech 263 xin giới thiệu đến các bạn cách cài đặt bộ kích sóng Totolink ở trên trước mặt các bạn nào bộ 1 dâu và 2 dâu của hãng Tebelink nhé, thương hiệu của Hàn Quốc. Thì trước tiên mình xin giới thiệu đến các bạn thiết bị kích sóng Totolink EX100 trước ạ. Đây là vẫn là nguyên hộp của thiết bị. Rồi mình sẽ tiến hành là tháo thiết bị ra. Đây cái thiết bị này rất đơn giản, các bạn hoàn toàn về tự nghiên cứu cài đặt được, nhưng mà mình cũng review một chút để các bạn nào có thể không có thời gian thì tìm hiểu thì có thể xem video nó rất là nhanh ạ. Đây là dâu thu wifi. Đã tiến hành lắp dâu vào thiết bị. Chân USB các bạn. Thì với cái chân USB này chúng ta có thể dùng cọc sạc hoặc cắm vào các thiết bị có cổng USB như là USB của TV hoặc cái đầu box máy tính, laptop. Đều được các bạn nhé. Đây mình xin sử dụng cái cọc sạc của iPhone hoặc là Samsung đều được. Thì cái nối chúng ta cắm vào đây cắm ổ điện. Cắm được cái đèn tín hiệu là màu hồng, đèn màu hồng. Đây mình sẽ quay sát rồi các bạn nhìn một chút nhé. Lát nữa mình cài xong nó sẽ chuyển trạng thái sang đèn màu xanh. Mình tiến hành cài đặt thiết bị này bằng điện thoại nhé. Các bạn vào cài đặt này, các bạn vào cái wifi này. Đấy. Các bạn nhìn thấy trên này sẽ có Totolink EX100, chúng ta sẽ kích vào đây, kết nối nó. Đấy. Thiết bị sẽ hiện lên cái cửa sổ đăng nhập, chúng ta ấn kích vào đây. Thiết bị trong trạng thái đang dò các sóng xung quanh, có thể là hàng xóm hoặc là nhà mình nhỉ. Đây là giúp công nghệ của mình, đây mình sẽ ăn theo sóng này. Và thiết bị đòi hỏi cái password của cái mạng gốc nhé. Đây là mạng gốc của mình đánh đúng đó. Ở đây có cái phần này, chúng ta kích vào đây sẽ đổi tên và mật khẩu luôn. Còn chúng ta collect luôn thì nó sẽ vẫn cái tên wifi cũ và sóng nó sẽ cao hơn thôi, tức là sẽ tăng cường độ sóng lên. Chúng ta sẽ đặt tên riêng để dễ nhận biết. Ta kích vào đây, nó sẽ hiện ra hai dòng là tên mới và mật khẩu mới. Chúng ta đặt này, ví dụ như chúng ta sẽ đặt tên mới là cứ đặt EX100 đi. Còn cái password thì chúng ta đặt là từ 1 đến 8 vậy, ví dụ vậy. Ok, cứ 8 ký tự là được, 8 ký tự trở lên nhé các bạn. Ta collect. Đó.
Để chúng ta chờ cho thiết bị nó nhận thấy chưa? Chờ một chút. Đấy. Vậy là thiết bị AX100 đã có và có khóa. Khóa chính là cái mật khẩu chúng ta vừa đặt đấy. Bây giờ chúng ta kích vào đây để kết nối thử xem ạ. Từ 1 đến 8 kết nối. Để chúng ta đi mở thử xem trạng thái wifi nhé. Đó, thiết bị đã dùng được luôn ạ. Đấy, nó rất nhanh luôn. Đó. Ta thử vào Facebook mà. Đấy. Đấy, nhưng mà nó rất nhanh đúng không ạ? Đấy. Rất đơn giản đúng không ạ? Đây, chúng ta có thể tôi sẽ dịch camera để chúng ta quan sát cái đèn tín hiệu sau khi chúng ta đã cài đặt thành công. Đó, đèn chuyển sang trạng thái màu xanh. Tức là sóng từ mạng gốc đến nó rất là tốt rồi đấy. Và như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cài đặt xong cái vụ kích sóng Wi-Fi Totolink AX100 sản phẩm của Hàn Quốc. Tem bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 luôn ạ. Các bạn nào đang có nhu cầu sản phẩm này thì mình sẽ có cái link đặt hàng phía dưới video, thì các bạn có thể kích vào cái link đó và đặt hàng. Mình đang hiện tại đang có 2 gian hàng trên Lazada và trên Shopee nhé. Thì các bạn có thể vào đó để đặt hàng được đảm bảo về quyền lợi cũng như là về phí vận chuyển. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.